Y no se burla. También bien ahora. Rejoría es. Hình như là đi cái lối này chứ không phải là cái lối luôn mấy con robot kia. Hừ, đúng rồi. Tiếp làm sao đây nữa. Mấy con robot lúc nãy kìa. Để cho mấy cái nó bắn vào có phải không nhỉ? Đoạn này lại thằng kia hơn một tí rồi. Cây ở đây ở cái hành tinh này hay thật đấy, cứ trời tối đâu đầu nó phát sáng một trời tối khó nhìn lắm. Nhảy lên trên kia. Nhảy lên đấy cũng được. Sáng luôn rồi, lấy đà xem. Không được. Từ đã. Kéo cái cột này. Kéo cái cột này ra. Làm cái cầu này nhảy qua. Cột dài như thế mà. Thế còn để lên trên này. Ấy từ từ lên đã. Nhảy lên. Đúng rồi. Ồ, lại ra ngoài cái vùng bình yên này rồi. Giống như cái đoạn ở đầu game. Mà này đẹp thật. Rất là bình yên. Nhưng mà trên hành tinh này đang có trận chiến gì đó. Đang xảy ra một trận chiến giữa robot với lũ nhện thì phải. Mình cũng chưa hiểu tình hình gì đang xảy ra trên hành tinh này. Và mình cũng chưa hiểu là ai đã cứu mình nữa. Lúc đầu là bị thương rất là nặng ở chân. Lúc tỉnh dậy thì thấy chân lành lặn có thể chạy được. Là cái gì đây? À, điều khiển ngày đêm mà. Trong một ngày à
tối để khó nhìn hơn. Dù vẫn lẫn laser được sao nào, cái con laser này nó chiếu cái gì đâu biết, chiếu thẳng vào mấy cái cây màu hồng, còn con robot thì cứ đi ra đi vào. Cái hành hay cái gì chẳng, cái hành cây ở cái hành tinh cái chủ rồi có vẻ an toàn hơn một chút đấy. Phiêu lưu ở cái hành tinh này khá là hồi hộp, mặc dù nó rất là đẹp, cây có thể phát sáng vào ban đêm. Chúng ta cứ đi thôi. Đoạn này không có gì cả. Ấy, bị trượt xuống rồi. Ồ. Lên trên lại lên trên này là có vẻ gì, có vẻ này nọ, vừa nghe thấy cái âm thanh của nó sôi sục, âm thanh có cái dặn rất là nguy hiểm. Đoạn này là toàn cây. Chỗ này, ui, cái gì vậy?
thể, chỗ ai có thể điều khiển được thời tiết này. Đó. Điều khiển để trời sáng này. Đến nơi thì lại phát theo một cái tảng đá. Mình chưa hiểu tảng đá này tác dụng gì. Nó chỉ để hành tinh này thực sự rất là đẹp đấy chứ, mà nó đang không bình yên một chút nào. Bây giờ mình phải đi tìm được cái con tàu. Từ đó lại cho mình một tảng đá, chắc chắn nó có tác dụng gì đấy. Đi kéo nhau luôn đỡ phải quay lại. Kéo lên trên kia để nhảy. Kéo lên nữa. Nhưng mà lên trên đấy thì có đây cơ mà. Nếu mình nhảy lên trên cái mép này lên được đâu, được đấy mới rồi phải đánh vào vẻ. Không được, phải đẩy về. Xong rồi là từ từ để có một cái tảng đá sẽ thôi nó đi theo để chặn, không cho cái thanh kia nó rơi xuống. Hợp lý nhờ. Ôi, trò này mà chơi được hai người thì hay, kiểu này là một người sẽ đẩy xong một người là bắt đầu cái sự mỗi người đẩy một nó tảng đá. Cứ đẩy lên, đẩy lên. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Sau đó chạy này. Đấy, hợp lý đấy chứ. Nhìn đẹp đấy chứ. Chỗ này bình yên thế. Bình yên thế này là lại chuẩn bị đến cái đoạn gọi là cao trào rồi. Chắc chắn luôn. Đấy, còn chỗ bốt bên dưới này. Phải bốt mà nó lũ. Nhảy cho cả u đúng rồi.
rồi, lớn như một vị thần. Ui, lớn như một vị thần luôn. Thấy thi thoảng có một đoạn bình yên là lại đến một đoạn cao trào mà xong lại bình yên. Cái ao cái gì vậy, rõ ràng là nhảy bám vào rồi, đang nhìn dơ nó xuống đây là lưu game luôn, xong luôn, xong game mới. Cái gì đây? À, đấy tập này thôi, tập này là vừa thôi, tập này là mình có thể nhảy sang được. Cái cầu đấy là bắt đầu thay đổi luôn cả thời gian của cả cái hành tinh này luôn. Xuống từ từ rồi, xuống nhanh quá rơi, nó để nó bị rơi à, để sẵn để nhảy lên chứ. Rơi nhanh quá là bị ngã vỡ mặt, vỡ đầu. Các bạn tiếp đi, tiếp đi, tiếp chỗ này giống như một cái tàn tích bị phá hủy xong, bây giờ nó còn lại hay sao ấy? Đây là cái chỗ như là lúc đầu game vào mình thấy cái này đây mà, giờ nó bị tàn phá thế như thế này thì sao? Có phải không nhỉ? Đây là một vùng đất khác. Cái gì vậy? Ui, đồ vật phát hiện ra được, chết. Giúp luôn. Nhớ là chỗ này như có một cái đoạn để nhảy lên hay sao ấy, kéo cái thằng này quay lại. Giờ mình nhảy xuống thì thằng nào về chỗ cũ rồi. Phải giờ lại quay ngược về phía bên trái. Ui, ui,